Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Chuyện Bên Nôi của tụi mình. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề mà rất là nhiều mẹ quan tâm và có inbox hỏi mình trong suốt cái thời gian mà mình chăm Khôi. Đó chính là bí quyết kích sữa của mẹ của Khôi là gì. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn bằng những cái câu hỏi rất là ngắn gọn mà đúng ý của rất là nhiều mẹ nha. Bắt đầu thôi. Mình bắt đầu kích sữa cho Khôi là từ lúc 2 tháng, Khôi 2 tháng tuổi, lúc đó là Khôi đi chích ngừa lần đầu tiên. Thì Khôi có bị sốt cho nên là mình theo hướng dẫn của bác sĩ thì là mình bắt đầu phải hút sữa và cho Khôi bú suốt đêm để cho Khôi hạ sốt. Sau cái đợt mà Khôi bị sốt á, mình phải hút sữa cả đêm á, thì mình nhận thấy là đã đến lúc mà mình cần phải có nguồn sữa dự trữ cho Khôi vào những lúc ít nhất là Khôi sẽ bị sốt như vậy á, thì mình sẽ có sẵn nguồn sữa. Cái lý do tiếp theo nữa là mình nghĩ là đối với mình rất là quan trọng, tại vì trước khi mà mình sanh Khôi á, thì mình đã có mua một cái tủ sữa trữ đông trị giá là 2,5 triệu. Mà đến 2 tháng thì mình vẫn chưa sử dụng luôn, cho nên là đó là cũng là một lý do khiến cho mình bắt đầu kích sữa. Đầu tiên không thể thiếu đó là máy hút sữa, thì mình đang dùng máy của Unimom. Vật dụng tiếp theo đó chính là túi hút sữa, thì mình đang dùng túi của nhãn hiệu này. Thì túi này á, một cái ưu điểm á là nó có thể trữ được tới 320 ml lận. Trên đây thì nó có thông tin cũng rất là rõ ràng, một túi thì một hộp thì nó có tới 50 túi, sử dụng rất là tiện. Tủ trữ đông thì mình có giới thiệu cho các bạn cái tủ trữ đông hiện tại mình đang sử dụng nha. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tủ sữa trữ đông của mình. Tủ này là tủ của Aqua. Ở đây mình để những cái túi trữ đông trong những cái túi zip như vậy để đi ngày tháng lên đó. Hiện tại thì còn như này thì đủ để cho Khôi khoảng 3 đến 4 tháng. Khôi dùng khoảng 3 đến 4 tháng nữa. Vật dụng tiếp theo mình cần đó chính là cái máy hâm sữa. Máy hâm sữa thì mình đang dùng của Philips. Trong quá trình hút sữa thì mình có 3 loại chất dinh dưỡng hoặc vitamin mà mình sẽ bổ sung. Đầu tiên là vitamin dành cho mẹ đang vắt sữa cho con. Thì vitamin này mình dùng cái loại bên này nè. Thì các mẹ có thể dùng rất là nhiều loại khác nhau. Thì mục đích chung của nó vẫn là cung cấp vitamin đầy đủ cho mẹ. Và từ cái vitamin đó thì mẹ có thể truyền sang con, giúp trẻ có thêm chất dinh dưỡng. Tiếp theo nữa là tảo lợi sữa. Thì tảo lợi sữa thì tùy cái mục đích sử dụng của các mẹ thôi. Sẽ có những mẹ làm cơ địa nhiều sữa sẵn rồi thì uống tảo lợi sữa vào thì nó sẽ rất là dễ bị tắc tia sữa, thì các bạn có thể cân nhắc về sản phẩm này. Cuối cùng là mình thường xuyên uống luôn, mình có thể uống thay nước đó là nước gạo lứt rang. Gạo lứt các mẹ rang cho nó bong lên cái hạt gạo á, sau đó các mẹ nấu đun sôi với lại nước, thì mình sẽ uống thay nước bình thường thôi. Nó cực kỳ tốt cho sức khỏe của các mẹ nữa, giảm cân cũng rất là dễ. Câu trả lời là không. Thì như mình vừa mới tư vấn á, thì mình đã uống rất là nhiều loại vitamin nè, rồi cũng công sức rang gạo lứt nữa, rồi phải mua túi trữ sữa nè, mua tủ trữ đông nè, thậm chí là các bạn phải có đầu tư cả máy hút sữa nữa. Cho nên là cái việc nuôi con bằng sữa mẹ theo mình á, là nó không hoàn toàn miễn phí đâu. Một điểm mà mình cần lưu ý với các bạn luôn thì đó là lý do mà khi mà mình cho sữa mẹ hoặc là mình đi xin sữa mẹ thì các bạn nên nhớ là mình sẽ đổi những cái túi trữ sữa mình sẽ tặng lại cho các mẹ đó. Theo mình thì là không có khái niệm sữa nóng hay là sữa mát đâu, mà chỉ có khái niệm là bé có hấp thụ tốt hay không mà thôi. Thì nếu mà bé nhà bạn
đang trong tình trạng là bú mẹ nhưng mà bé vẫn chậm tăng cân nè, thì các bạn nên kiểm tra cho mình 4 yếu tố sau nha. Cái yếu tố đầu tiên là bé đã có bú đúng cách chưa. Ở đây á, đúng cách là có nghĩa là bé sẽ bú được sữa đầu và sữa cuối. Cái tiếp theo á, là bé đã bú đủ chưa. Có những bé là thường hay ngủ quên khi mà bé bú mẹ trực tiếp, thì cái tình trạng này sẽ dẫn đến là bé bú chưa no mà bé đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tiếp theo nữa là như mình đã nói là các mẹ hãy bổ sung vitamin, vì vitamin các mẹ thì sẽ được truyền cho con qua đường con bú. Tiếp theo nữa là các mẹ hãy kiểm tra cho mình là bé đã có ngủ đủ giấc chưa. Nếu mà trong trường hợp mà bé mà ngủ không ngon giấc á, thì các mẹ hãy thử cho con vận động xem sao nha. Thì khi mà con vận động á, thì kích thích cơ thể, sản sinh ra năng lượng nè, tiêu hao năng lượng rất là tốt, dẫn đến cái trường hợp là bé sẽ ăn ngon và ngủ ngon hơn, thì bé sẽ hấp thu tốt hơn. Có một câu hỏi là các mẹ hỏi mình đó là mình có nuôi con 100% sữa mẹ không, thì câu trả lời của mình là không. Từ hồi mà mình sanh ra Khôi á, thì là Khôi đã bú sữa công thức từ khi mà mình vừa mới sanh rồi, và mình vẫn tiếp tục duy trì cái lượng sữa công thức này cho Khôi khoảng 1 đến 2 bình một ngày. Mục đích của mình ở đây á, là khi mà Khôi có thể quen được bú sữa công thức nè và bú sữa mẹ nè, thì mình sẽ rất là dễ trong quá trình mà nhờ người giữ Khôi nè, hoặc là khi mà Khôi đi chơi với gia đình á, mà mình không tiện hút sữa thì Khôi cũng có thể có nguồn sữa để Khôi có thể không có bị đói. Tiếp theo nữa là cái mà mình quan trọng nhất á, là khi mà mình cho Khôi bú sữa công thức, bú dặm sữa công thức kèm sữa mẹ, thì mình không có bị áp lực là mình sẽ bị thiếu sữa cho con. Thật sự luôn là cái quá trình mà mình vừa mới sanh á, mình chưa kích sữa thì rất là dễ bị áp lực cái chuyện mà mình không có thể sản sinh sữa cho con. Nên các mẹ hãy cứ đừng có bị áp lực cái vấn đề này. Sữa công thức thì cũng là ít, dù ít hay nhiều thì nó cũng sẽ bổ sung được một chất dinh dưỡng, một số chất dinh dưỡng cho con. Chủ yếu ở đây là các mẹ đừng có để con bị đói là được rồi. Thì sau khoảng thời gian 4 tháng kích sữa thì mình có những một số cái bí quyết như sau. Đầu tiên nhất là một cái câu mà mình thường hay khuyên các mẹ khi mà kích sữa hoặc là bị thiếu sữa, đó chính là các mẹ hãy uống nhiều nước ấm. Nước ấm này á, thì có thể các mẹ có thể thay bằng nước gạo lứt rang nè, hoặc là tinh bột nghệ, hoặc là cao chè vàng nè. Thì mục đích chung của những cái loại nước này á, đều là pha ấm. Cho nên mình, nếu mà mình không có điều kiện mua những cái sản phẩm này á, thì mình chỉ cần uống nước ấm mỗi ngày thì cũng góp phần là tăng lượng sữa lên rất là nhiều. Tiếp theo nữa là các mẹ hãy hút sữa đúng giờ. Đúng giờ ở đây là có nghĩa là không phải là các mẹ chọn là tôi hút sữa cứ 3 tiếng một lần là xong đâu. Chính xác là khi mà các mẹ chọn cái mốc thời gian hút sữa, ví dụ là 0 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, thì đúng y cái thời gian đó các mẹ hãy hút sữa. Nếu mà mình lỡ có quên á, thì mình hãy đợi đến cái cử hút tiếp theo, chứ không phải là hôm nay thì mình hút 7 giờ, xong rồi một tí nữa 10 giờ mình hút, 10 giờ mình hút xong một tí mình quên, thì bắt đầu mình lại nới thời gian ra. Thì hoàn toàn đó là cái cách hút sữa bị sai. Cái này á, lý do mà mình chia sẻ rất là cụ thể á, tại vì mình đã gặp phải trường hợp này rồi. Mình cứ nghĩ là mình miễn sao được 3 tiếng mình hút một lần là được, còn mình không có quan trọng cái đúng cái thời gian. Có một khoảng thời gian á, khoảng 2-3 ngày á, sữa của mình bị giảm, tại vì lý do là mình không có hút đúng giờ như vậy á. Cái lời khuyên tiếp theo cho các mẹ á, là các mẹ nên là hút thật là kiệt sữa luôn. Có nghĩa là khi mà cái phản xạ xuống sữa thì mình nhớ là mình phải đợi đúng 3 lần phản xạ xuống sữa, thì các mẹ hãy ngưng cái quá trình hút sữa của mình đi. Ngày đầu á, thì mình hút sữa mình có khoảng 1 đến 2 lần phản xạ xuống sữa thôi, mà mình thấy cái thời gian nó quá lâu, lúc đó là khoảng 45 phút lần á, thì mình nghĩ là ok vậy là đủ rồi. Nhưng mà dần dần mình cảm thấy là cái lượng sữa nó không có tăng, mà rõ ràng là mình đọc là tại sao là mọi người là cứ đợi đến lúc mà sữa cứ hút, cứ mọi người cứ khuyên là cứ vắt kiệt, cứ hút kiệt sữa đi, hút kiệt sữa đi, nhưng mà mọi người không có nói rõ là như thế nào là kiệt sữa.
thì tình cờ là mình có được một lời khuyên của một chị bạn trong công ty, thì chị đó khuyên là nên phải đợi đúng 3 lần xuống sữa thì lúc đó là sữa mới thật sự là kiệt. Thì mình có áp dụng theo thì đúng thật là chỉ khoảng 2 đến 3 lần hút như vậy thôi là sữa đã tăng lên rất là nhiều rồi. Thì các mẹ hãy nên nhớ cái phần này giùm mình nha. Hãy để đúng 3 lần phản xạ xuống sữa. Thì dần dần á, những cái khoảng cách giữa những cái lần phản xạ xuống sữa này nó sẽ giảm xuống. Như bây giờ là trong vòng khoảng 20 phút thôi thì mình đã có đúng 3 lần phản xạ xuống sữa rồi. Thì các mẹ hãy cố gắng duy trì cái phần này nha. Sẵn đây thì mình muốn nói rõ hơn về phản xạ xuống sữa nha. Thì phản xạ xuống sữa thì được định nghĩa là đó là cái phản xạ sữa tự động chảy khi mà bé bú sữa mẹ, hút sữa bằng máy hút á, thì mình đang giả định thành cái động tác mà bé hút sữa để cho cái cơ thể mình hiểu được là à, bé của mình đang có nhu cầu bú thì cơ thể sẽ phản xạ xuống chảy sữa ra. Thì đó là định nghĩa chung của cái phản xạ xuống sữa. Vì vậy á, khi mà mình hút bằng máy hút á, thì các mẹ nên cố gắng tưởng tượng ra cái cảnh là à, mình thực sự đang cho bé bú sữa nè. Mình tưởng tượng, mình nghĩ đến cái cảnh mà bé hút sữa thì cái cơ thể của mình á, nó sẽ có phản xạ xuống sữa nó nhanh hơn. Hoặc là các mẹ trong quá trình mình hút sữa thì các mẹ hãy nên tưởng tượng là à, sữa mình á, nó đang chảy xuống. Hoặc là các mẹ hãy tưởng tượng là mình đủ sữa nuôi con, mình đủ sữa cho con thì cái lượng sữa mà mình tiết ra nó sẽ nhanh hơn. Đừng có quá áp lực là à, mình không đủ sữa đâu, hoặc là mình cố nhìn chăm chăm xuống cái máy hút á thì mình sẽ bị áp lực nhiều hơn, thì dẫn đến cái chuyện á là cái phản xạ xuống sữa nó sẽ xuống chậm hơn, hoặc là tệ hơn là mình sẽ không có phản xạ xuống sữa trong cái đợt hút sữa đó luôn. Tiếp theo nữa là các mẹ nên hãy lựa cho mình một cái không gian hút sữa nó quen thuộc, để khi mà mình hút sữa đó mình cảm thấy rất là thoải mái, cái phản xạ xuống sữa của mình á từ đó mà nó cũng sẽ đến nhanh hơn. Tránh cái trường hợp là à, lạ, hôm nay hút ở vị trí này, ngày hôm sau ngồi ở vị trí khác hút, hoặc là đang hút thì mình sẽ kiểu nghe điện thoại hay là mình bị phân tâm bởi một cái người nào đó, thì khi đó thì cái quá trình hút sữa của mình sẽ bị gián đoạn, nó sẽ không có tốt. Câu hỏi cuối cùng mà các mẹ rất là quan tâm khi mà vắt sữa đó chính là phải làm sao khi mình bị tắc tia sữa. Thì theo kinh nghiệm của mình á, là trong quá trình trong suốt 4 tháng mình hút sữa, kích sữa cho Khôi á, mình hoàn toàn chưa có một lần nào mình bị tắc tia sữa. Nhưng mà mình bị có những cái dấu hiệu chuẩn bị tắc tia sữa, cho nên là mình hiểu. Thứ nhất á, là các mẹ nên hút đúng giờ. Đặc biệt luôn là những lần mà mình ngủ xuyên đêm á, tại vì Khôi ngủ xuyên đêm rồi, mình ngủ xuyên đêm mình không có thức đêm vậy mình hút sữa á, thì y như rằng sáng hôm sau thì ngực của mình nó sẽ có những cái giống như là những cái cục hạch á, nó rất là đau. Đó là một trong những dấu hiệu mà để cảnh báo cho mình biết là mình có sắp bị tắc tia sữa rồi nếu mà mình không tiến hành hút kịp thời. Tiếp theo nữa là mình nên massage. Kinh nghiệm của mình á là mình nên massage trước, trong và sau khi hút sữa. Trong quá trình hút sữa thì mình cũng vẫn có thể massage được để cho sữa nó xuống kiệt nè. Còn sau khi mà mình hút sữa xong á, thì mình massage để cho cái những cái tuyến tia sữa của mình á, nó sẽ được là thư giãn, để cho cái lần mà tiết sữa tiếp theo á, thì nó sẽ tiết sữa ra nhiều hơn. Lời khuyên của mình á, là các mẹ nên chườm nước ấm nè, hoặc là tốt hơn là các mẹ nên tắm bằng vòi sen dưới nước ấm, thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong quá trình mà hút sữa ra nhiều hơn. Các mẹ nhớ nha. Và đó là 10 câu hỏi đầu tiên về vấn đề hút sữa. Ở những video clip lần sau thì mình sẽ nói với các bạn rõ hơn về những cái kinh nghiệm hoặc là những cái sai lầm trong quá trình hút sữa dành cho các mẹ đã kích sữa thành công rồi. Thì hy vọng là các mẹ sẽ tiếp tục theo dõi những video clip lần sau của mình nha. Và bây giờ, xin chào. Hang quên nữa, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của tụi mình nhé. Bây giờ thì, xin chào, lần thứ 2.